Ngọc Lan xin kính chào quý vị. Mở đầu bản tin hôm nay là tin Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa lên tiếng phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam khi nước này cho khai trương dịch vụ bản đồ trực tuyến Map World, trong đó bao trùm lên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Theo Thông tấn xã Việt Nam, vào cuối tuần qua, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Nguyễn Phương Nga tuyên bố rằng việc làm trên của Cục Đo đạc Bản đồ Quốc gia Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bà Nga nói thêm, Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam đối với thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, vi phạm Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982, trái với tinh thần tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông ký giữa ASEAN và Trung Quốc. Bà Nga đưa ra yêu cầu với phía Trung Quốc là phải nhanh chóng gỡ bỏ dữ liệu có nội dung vi phạm và tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc duy trì hòa bình, ổn định, không làm phức tạp hoặc mở rộng tranh chấp ở Biển Đông. Phía Trung Quốc chưa có phản hồi vì chưa tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Cũng trong phần tin Việt Nam, thành phố Hà Nội hiện đang có hàng chục cây bồ đề cổ thụ mà theo báo Đất Việt ở trong nước là những tài sản vô giá. Theo lời tờ báo, loại cây này dù không được trồng nhiều trên đường phố, nhưng cây bồ đề luôn có mặt ở những nơi tôn nghiêm như đền, chùa, đài tưởng niệm. Nhiều gốc bồ đề đã trở thành những di tích sống, mang giá trị to lớn về văn hóa, lịch sử và tâm linh. Từ nhiều đời nay, người Việt Nam nói riêng và người Á Đông nói chung luôn coi loại cây bồ đề này là biểu trưng của trí tuệ và tinh thần khoan dung của Phật giáo. Một trong những cây bồ đề ở Hà Nội được nhiều người biết đến là cây bồ đề phía sau chùa Một Cột. Một cây bồ đề khác cũng nổi tiếng không kém, có nguồn gốc từ Ấn Độ là cây bồ đề trong sân chùa Trấn Quốc. Hai bên tam quan của văn miếu Quốc Tử Giám cũng có hai cây bồ đề cổ thụ. Không rõ cây được trồng từ bao giờ, dựa vào kích thước bộ rễ thì có lẽ cây đã có tuổi đời cả thế kỷ. Chu vi của thân cây này khiến nhiều người ôm không xuể. Điều đáng buồn là nhiều cây bồ đề ở Hà Nội đã bị người ta triệt hạ để xây dựng đường xá, nhà cửa và cả những kẻ tham lam cũng bứng cả gốc về làm cây kiểng cho riêng mình. Sang đến phần tin Hoa Kỳ, hôm thứ Hai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, tức FBI, vừa mở một cuộc bố ráp toàn quốc đối với nạn trẻ em mại dâm và bắt giữ 884 người, gồm 99 tên ma cô và giải thoát được 69 trẻ em. Ông Jackson Park, phát ngôn viên FBI cho biết, cuộc bố ráp có tên Operation Cross Country 5 là một phần thuộc chiến dịch diễn ra trong 3 ngày ở 40 thành phố thuộc 30 tiểu bang. Chỉ riêng khu vực Seattle, cảnh sát giải cứu được 24 trẻ em. Ông Sean Henry, phụ tá giám đốc FBI cho hay, tất cả số trẻ em tìm thấy trên toàn quốc đều ở trong hạng tuổi từ 12 đến 17. Chính quyền đang làm việc với cơ quan quốc gia về trẻ em mất tích và bị lạm dụng để xác nhận danh tính các em. Ông Henry cho hay, trẻ em làm mại dâm thường được tuyển chọn từ các em nghiện ngập ma túy hay bỏ nhà đi hoang. Tất cả trẻ em tìm thấy ở các nhà chứa đều được chính quyền bảo vệ hoặc trả về với gia đình. Tính từ năm 2003, khi FBI và Bộ Tư pháp tung ra chiến dịch bố ráp này, có khoảng 1.250 em được giải thoát khỏi giới mại dâm. Tiếp theo là một tin liên quan đến các tài xế ngủ gật. Tài xế ngủ gật là lý do gây nên 16.5% các vụ tai nạn trên toàn quốc trong 10 năm qua. Nhật báo LA Times trích thuật một nghiên cứu cho do AAA Foundation for Traffic Safety công bố hôm thứ Hai, cho thấy một trong 8 vụ đụng xe có người phải đi bệnh viện liên hệ đến người lái xe ngủ gật. Khám phá này dựa theo phân tích thống kê từ năm 1999 đến năm 2008, được coi là cao hơn nhiều so với thống kê do chính quyền liên bang đưa ra hàng năm. Ngoài báo cáo của AAA, một cuộc thăm dò của National Sleep Foundation năm 2009 được công bố tuần rồi cho thấy 28% người Mỹ xác nhận có ngủ gật khi lái xe trong năm rồi và 58% nói rằng họ lái xe trong khi đang trong tình trạng giật giờ. Trong trường hợp có tai nạn, đàn ông gây ra do ngủ gật chiếm 61% so với 39% là phụ nữ.
Tài xế tuổi từ 16 đến 24 gây tai nạn do ngủ gật chiếm đến 78%. Hơn phân nửa tai nạn do ngủ gật là do tài xế chạy lệch qua làn xe khác hoặc ra khỏi đường. Tổ chức AAA khuyên nên dừng xe nghỉ mỗi 2 tiếng hay mỗi 100 dặm đường. Nếu lái ban đêm thì nên kiếm chỗ ngủ hơn là chạy suốt đêm. Sang đến phần tin địa phương, trưa Chủ nhật 7 tháng 11, hai mũ đỏ Võ Trung Tín và Nguyễn Hữu Viên đã ra mắt cuốn sách Tâm huyết của mình 20 năm chiến sự của binh chủng nhảy dù tại hội trường Nhật báo Người Việt. Bốn niên trưởng nhảy dù, trong đó có cựu đại tá Lê Văn Phát, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3 nhảy dù và gần 200 mũ đỏ đã đến chia vui cùng hai tác giả. Đồng tác giả Nguyễn Hữu Viên đã mở đầu buổi ra mắt sách, gửi lời cảm ơn Nhật báo Người Việt và anh em chiến hữu đã giúp cho ra mắt cuốn sách này được hoàn hảo. Ông nói rằng đây là những khích lệ lớn lao và để cố gắng hơn nữa trong thời gian tới. Đồng tác giả Võ Trung Tín tâm tình, viết cuốn sách này, chúng tôi cố gắng giữ sự trung thực để đền đáp những sự hy sinh cao cả của người lính Việt Nam Cộng Hòa để cho chúng ta được sống như ngày nay. Ông cũng nói thêm rằng, nhân dịp này, chúng tôi xin được cảm ơn tất cả những bạn bè thân hữu, chiến hữu khắp nơi đã thuận cho phỏng vấn, góp thêm ý kiến trong khi sách soạn thảo. Nhà văn Phan Nhật Nam nhận định rằng, chiến tranh Việt Nam đã bắt đầu được dư luận khắp nơi nhìn lại chính xác hơn, nên chúng ta phải viết lại những kỳ tích mà người lính nhảy dù đã thực hiện được cho dù đã muộn. Cuối cùng là tin kết quả kỷ phiếu cuộc bầu cử nghị viên thành phố Westminster cho tới hết ngày Chủ nhật 6 tháng 11. Nghị viên Andy Weck đã tiến lên hạng nhì với 6.431 phiếu, hơn bà Penny Loomer 102 phiếu. Trong chiều hướng này, Andy Weck có nhiều triển vọng chiếm được một trong hai ghế nghị viên Hội đồng thành phố Westminster bầu lại năm nay. Đương kim nghị viên Tạ Đức Trí vẫn hơn các đối thủ trên 760 phiếu, được xem như chắc chắn tái ứng cử. Hiện dẫn đầu với tổng số phiếu là 7.192, tức 19.9%, so với Andy Weck là 17.8% và bà Penny Loomer là 17.5%. Ngọc Lan xin chào quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.